Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 64: Tương tàn. Mặt tái thần tiên đầy vẻ tiếc nuối vì không thể đánh lừa vị đại tàu nọ, bỗng hắn lại nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, rồi tiến lên phía trước với khuôn mặt tươi cười. Vị tiểu ca này xương cốt đặc biệt lại hiếm có, vừa nhìn đã biết là, người có số mệnh địa phú đại quý được rồi được rồi mấy lời này của ngươi ta đã nghe hết rồi đường quân giao tức giận cắt ngang lời hắn tái thần tiên được mặt ra lặng lẽ kiểm điểm trong lòng lần tới có nên nghĩ lời mở đầu nào mới mẻ hơn không nhỉ đường quân giao tiến về phía trước một bước thấp giọng hỏi ta hỏi lại ngươi quỷ có thể bị thương không nếu bị thương thì phải xử lý thế nào mắt tái thần tiên sáng lên cũng nhỏ giọng trả lời. Tiểu ca gặp phải quỷ rồi à? Chớ sợ chớ sợ, quỷ sợ kẻ ác, người càng sợ nó càng đắc ý, chỉ cần ngươi hung dữ một chút, nó sẽ không dám lại gần đâu. Truyền đề tài xong hắn lại nói: "Nhưng nếu ngươi không giả vẻ hung thần ác sát được thì cũng không cần phải lo, đây đây đây, ta có một lá bùa, tâm trạng lão tử không tốt ngươi dám lại gần lão tử thì ta sẽ bóp vỡ đầu ngươi, chỉ cần 3 tiền đồng, đã mua tuyệt đối không thiệt." đã mua tuyệt đối không bị lừa. Đường quân giao. Chấm. Nàng cố gắng đè nén cơn xung động muốn bóp vỡ cái đầu chó của hắn. Ngươi còn chưa trả lời ta đấy. Nếu quỷ bị thương thì nên làm gì? Tái thần tiên cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ tiểu ca đang học cách bắt quỷ của người ta ư? Việc này tuyệt đối không thể nếu không có bản lĩnh mà làm cái này thể nào cũng gặp rắc rối lớn ngươi thấy ra là loại người đó sao đường quân giao tức giận hỏi ngược lại tái thần tiên híp mắt đánh giá nàng hồi lâu đoạn vuốt râu nói nhìn kỹ trông tiểu ca da trắng như thịt luộc nhất định là sinh trong gia đình giàu sang có lẽ cũng không cần dùng kiếm loại tiền khó khăn đó ngay sau đó hắn lạo hoảng hốt nói chẳng lẽ tiểu ca gặp phải con quỷ bị thương nên muốn nhân lúc hắn bị thương lấy đi tính mạng hắn. Nói đoạn hắn lại lắc đầu không tán thành. Tiểu ca à, như vậy không phúc hậu lắm đâu. Người chết mà không thể đi đầu thai đã đáng thương lắm rồi, biến thành quỷ còn bị thương lại càng đáng thương hơn, sau khi bị thương còn bị người ám toán lại càng thêm đáng thương hơn nữa. Việc này không thể làm đâu, thất đức lắm. Cái tên này nói nhảm quá nhiều. Đường quân giao vốn đang sốt ruột vì chuyện của ngôn vũ cũng phải âm thầm nắm tay, hít thở mấy cây thật sâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. Nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ mua hết cho buồn này của ngươi, thế nào? Con mắt tái thần tiên tỏa sáng, hạ giọng nói. Quỷ chính là linh hồn, không phải ngoại lực tầm thường nào cũng có thể khiến nó bị thương, nhưng nếu thật sự bị thương, nhất định là do linh vận gây ra, về cơ bản rất khó phục hồi nếu là vết thương nhỏ nhịn chút chút là khỏi, còn nếu là trọng thương, vậy chỉ chờ hồn phi phách tán thôi. Đường quân giao ngây ngần cả người. Môn vũ chắc hẳn đã thay nàng chịu một quyền nặng nề của thái tử triệu nguyên đức nên mới bị thương nhỉ. Nhưng nắm đấm của hắn thật sự làm nàng ta bị thương ư. Nàng hoài nghi. Còn có một loại là trời sinh yếu đuối, yếu từ trong bụng mẹ, từ cơ thể đến linh hồn đều yếu ớt. Nếu là loại này, khi còn sống dưỡng thế nào, biến thành quỷ cũng phải dựa theo cách đó để dưỡng, nếu như mệnh gặp được cơ duyên, nói không chừng có thể khỏe mạnh hơn. Chẳng qua yếu đuối như thế, 10 phần thì có 7-8 phần là đi đầu thai chuyển thế rồi, làm gì có chuyện còn lưu lại ở nhân gian phiêu bạt. Vậy làm sao để biết thứ gì tốt cho bọn họ? Đường quân giao càng nghe càng mơ hồ, vội hỏi. Quỷ không giống người, trên cơ bản thứ mà bọn nó thích đều có lợi cho bản thân tụi nó, ngươi chỉ cần nhìn thứ mà bọn nó thích là biết ngay. Tiểu ca, chúng sinh khó có được cơ hội quen biết. Tiểu ca đã tin tưởng ta như vậy, những lá bùa này ta sẽ thu ít đi hai tiền đồng, coi như cảm tạ sự chiếu cố của tiểu ca. Tái Thần Tiên nhanh nhẹn đóng gói hết chỗ bùa của mình, cười ha ha đưa cho nàng. Những thứ bọn chúng thích đều có lợi cho bọn chúng. Thế A à, Vũ thích cái gì? Đồ mốc kia thích nhất là quanh quẩn bên nàng nói nhảm suốt ngày trừ lần trước nàng ta cố chấp bảo mình biện cho nàng ta châu chấu cỏ và bươm bướm cỏ ra, nàng cũng không thấy nàng ta chủ động đòi cái gì. Đúng rồi, chuyên gia nịnh nọt từng nói qua rất nhiều lần là thích giao giao nhất, nhưng nàng có thể tin mấy lời lấy lòng ấy không? Nàng có chút không dám xác định. Thấy tiểu cô nương và tên lừa bịp giang hồ thầm thì hồi lâu, cuối cùng hạ thiệu đình đã không thể nhịn được nữa, tiến lên hỏi. Muội làm gì vậy? đường quân dao đang lục tiền trong túi, nhưng lật tới lật lui mới nhớ ra lúc ra ngoài không mang theo tiền, và lúc nàng đang ảo não thì thấy hắn đi tới, nàng không thèm nghĩ nhiều mà sờ soạn trên người hắn, dứt khoát kéo túi tiền của hắn xuống. Này, trả ngươi, đủ không? Nàng móc ra một cục bạc vụn đưa cho tái thần tiên. Tái thần tiên cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường khâu, một tay nhận lấy bạc vụn, một tay đưa túi bùa cho nàng đủ rồi đủ rồi, đa tả tiểu ca, đa tả tiểu ca. Nếu lần sau tiểu ca còn cần, nhớ đến tìm tái thần tiên ta nha, nếu là khách quen ta sẽ bớt cho vài đồng. Ôi chao, hôm nay trời đẹp làm sao, ra cửa gặp ngay thằng nhóc nhà giàu. Đường quân giao cất những lá bùa kia đi, rồi lại trả túi tiền cho Hạ Thiệu Đình, khi thấy vẻ mặt không tán thành của Hạ Thiệu Đình, nàng lập tức lấy làm trột dạ, vội vàng hướng hắn nở nụ cười lấy lòng hạ thiệu đình dây thái dương bất lực nói thôi vậy có thể trở về được chưa được rồi được rồi chúng ta về ngay thôi đường quân giao liên tục gật đầu hạ thiệu đình liếc những lá bùa được nàng ôm trong lòng vẫn không nhịn nổi mà nói từ bất ngữ quái lực loạn thần sao muội mua những thứ này làm gì sao từ bất ngữ quái lực loạn thần Zibu câu nói có tính chất phê phán của khổng tử. Ý là con người không nên quá chú trọng đến những vấn đề siêu nhiên như những điều kỳ quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần, vì chúng chẳng thể mang lại cho con người tiến bộ và hạnh phúc, sự lương thiện và hạnh phúc của con người nên được tìm kiếm ở chính họ, chứ không phải gửi gắm vào quỷ thần. Đường quân giao lóng ngóng nói. Dạ, muội mua về vì muội có việc cần dùng, nói ra huynh cũng không hiểu, nên không nói thì hơn. Hạ Thiệu Đình hết cách với nàng, tức giận gõ nhẹ lên chán nàng, sau đó mới đỡ nàng lên xe ngựa. Lúc hắn định xoay người lên ngựa, đột nhiên có một nam tử trung niên lao ra từ ngõ nhỏ bên cạnh, người này vừa lao như điên vừa thét lớn. Cứu với, cứu với. Sắp giết người, sắp giết người rồi. Hắn dùng mình một cái, Phạm Quảng và Tào Thăng lập tức bảo vệ trước người hắn, đồng thời ngăn lại ý muốn bổ nhà về đây của nam tử kia. Ngươi muốn làm gì? Đại nhân, cứu tôi với, phía trước sắp giết người rồi." Mặt người kia trắng bệch, hốt hoảng nói. "Tào Thăng, ngươi đưa người đi nhìn xem xảy ra chuyện gì." Hạ Thiệu Đình cau mày, phân phó. Tào Thăng dạ một tiếng, Tào Thăng hỏi nam tử nơi xảy ra án mạng một cách tỉ mỉ, sau đó dẫn theo hai thị vệ đi xem. Đường Quân giao ghé vào cửa xe nhìn nam tử trung niên có gương mặt tái nhợt vì sợ hãi thấy hắn mặc quần áo bằng vải thô như dân chúng bình thường chân đi giày làm bằng vải thô lộ ra hai đầu ngón chân trên đầu quấn quấn một cái khăn vải màu xanh trông giống như một hán tử nông dân bình thường không cẩn thận bắt gặp sát nhân đang hành hung người sợ đến nỗi chạy trối chết nàng nghe thấy hạ thiệu đình trầm giọng hỏi nam tử kia vài câu câu trả lời của đối phương đã xác định phỏng đoán của nàng chẳng mấy chốc, một thị vệ cùng tào thăng đi kiểm tra hấp tấp chạy về, đến gần hạ thiệu đình nói thầm vài câu. Đường quân giao vảnh tay lên nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy vài chứ, chấn viễn tướng quân, thiếp thất. Đôi mày rậm của hạ thiệu đình nhíu chặt lại, hắn không nghĩ rằng nơi xảy ra chuyện lại là chỗ ở mà Đỗ Thành Trung sắp xếp cho người ngoại thất kia. Còn Đỗ Thành Trung mấy giờ trước còn ở cùng hắn, giờ phút này đã hóa thân thành hung thủ giết người hắn hít một hơi thật sâu phân phó phạm quảng và đám người trường phong trường thuận bảo vệ cẩn thận cho đường cô nương còn mình thì nhấc chân đi theo thị vệ kia muội cũng muốn đi đường quân giao không chốt nghĩ ngợi nhảy tót xuống xe ngựa lại sợ hắn không đồng ý mà chạy trước về hướng xảy ra chuyện hạ thiệu đình vừa bất lực vừa đau đầu nhưng bóng dáng kia đã chạy đi xa dẫu hắn muốn gọi cũng không gọi về được chỉ đành nhanh chân đuổi theo không được chạy nhanh như thế. đi theo sau ta không được phép đi lung tung, càng không được nhìn ngó lung tung. muội chỉ được ở bên ngoài ngó vào một cái rồi quay về luôn. nếu không ta sẽ đích thân áp giải muội đến trước mặt nương muội, nói hết những chuyện hôm nay muội đã làm cho người nghe. hắn tóm chặt cổ tay áo của tiểu cô nương, nghiêm mặt uy hiếp. đường quân giao khó tin mà trợn mắt nhìn hắn. huynh muốn cáo chàng ta trước mặt nương ư? quá ác rồi đấy hắn biết lần này mình đã nắm được từ huyệt của nàng ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn nghiêm mặt đã nghe gió chưa nghe gió rồi đường quân giao tức giận trả lời hạ thiệu đình thấy nàng ngoan ngoãn đi theo sau mình không dám chạy loạn lung tung cũng không dám nhìn loạn lúc này mới cảm thấy vừa lòng đi đến cuối con hẻm tòa nhà tam tiến đối diện mặt với đường cái trong viện hai mắt đỗ thành trung đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy chán, khắp người bị bao phủ bởi một luồng sát khí. Trên mặt đất cách hắn không xa, nửa bên mặt của lăng tương sưng vù, ánh mắt nàng ta tràn đầy vẻ hoảng sợ, xương cốt toàn thân dường như đều đứt đoạn, nàng ta đau đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, nhưng nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề đã che đậy đau đớn trong cơ thể nàng ta khiến nàng ta gắt gao cắn chặt răng không dám kêu lên tiếng nào. Tránh ra! Nếu không đừng trách bản tướng quân không nể mặt. Đỗ Thành Trung nghiến răng nghiến lợi quát Tào Thăng. Phía sau Tào Thăng là một vị thư sinh trẻ tuổi, toàn thân chật vật. Trên mặt thư sinh cũng có nỗi kinh hoàng giống hệt lăng tương, khóe miệng hắn dứa máy. Chân bên trái bị bẻ thành một góc kỳ lạ, vừa nhìn đã biết đã bị ai đó làm gãy nhưng hắn ta vẫn gian nan di chuyển cái mông, tựa như đang muốn thoát khỏi chỗ này. Ra đầu tàu thăng tê dần. Nếu từ đầu hắn biết sẽ gặp loại chuyện bắt kẻ thông dâm này, có nói thế nào hắn cũng sẽ không đến đây. Nhưng đã đến rồi, hắn không thể không quan tâm. Dù sao đã có người chứng kiến. Nếu như chấn viễn tướng quân thật sự giết đôi gian phu kia, thì sự việc e rằng khó mà thu dọn. Tướng quân bớt giận có gì bình tĩnh nói, có gì bình tĩnh nói. Hắn chỉ đành kiên trì khuyên vài câu vô vị. Đỗ Thành Trung thấy thế bay thẳng đến, vù vù vù, đánh ba quyền liên tục bức tào thăng phải thối lui, rồi sau đó hét lớn một tiếng, hắn dồn sức sách cổ thư sinh kia về phía bức tường, để hắn ta lên tường, lại hét lớn một tiếng, cuối cùng bóp cổ thư sinh kia và nhấc hắn khỏi mặt đất từng chút một. Thư sinh kia cực lực vùng vẫy, hắn ta vừa đá vừa đánh đỗ thành trung, nhưng người nọ hệt như một ngọn tháp được làm bằng sắt, có đánh thế nào cũng không sao lay động được, đôi tay bóp cổ hắn ta của hắn tựa như chiếc kìm sắt, siết chặt từng chút một. À, không, đừng mà, tướng quân, cầu xin ngài đừng mà, á. À. Lăng tường không kiềm nén nổi nỗi kinh hoàng trong lòng mà kêu lên thất thanh, đặc biệt là lúc nàng ta trông thấy thư sinh kia vùng vẫy càng ngày càng yếu đi mắt thấy hắn ta sắp mất mạng tại chỗ, cuối cùng nàng ta cũng chật vật bò đến, khoác lóc thảm thiết. Tướng quân, tha cho hắn đi. Cầu xin ngài hãy tha cho hắn. Thấy Đỗ Thành Trung trong cơn tức giận có thể bóp cổ một nam tử thành niên và nhấc hắn ta hỏi mặt đất với sức lực lớn như vậy, mặt tào thăng biến sắc, kinh hãi qua độ khiến hắn quên luôn cả việc tiến lên cứu người. Phụ thân, phụ thân. Đột nhiên, Tiếng nói non nớt của trẻ con truyền tới, Tảo Thăng nhìn về phía phát ra tiếng, nói liền nhìn thấy một cậu nhóc khoảng chừng 2 tuổi đang chạy từ trong phòng ra với đôi chân ngắn tủn, thằng bé chạy thẳng tới chỗ của Đỗ Thành Trung. Đỗ Thành Trung nghe thấy tiếng gọi, phụ thân, thì động tác chợt ngừng lại, toàn thân thoát cái cứng đờ, hắn vừa thả lỏng, thư sinh bị hắn bóp chặt cổ cuối cùng cũng mềm oặt trượt xuống đất. Vọng ca mau đi, đừng đến đó. Đừng đến đó. Làng tường vừa thấy Nhi Tử chạy về phía Đỗ Thành Trung thì lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây. Nàng ta không thèm bận tâm đến sự sống chết của thư sinh mà bò về phía Nhi Tử như một kẻ điên chỉ vì muốn ngăn cản bước chân đang chạy về phía Đỗ Thành Trung của thằng bé. Nhưng thằng bé nào có nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân, trong mắt thằng bé lúc này chỉ có người cha yêu hắn nhất trên đời. Thằng bé bước đôi chân múp míp cười khanh khách nhào về phía Đỗ Thành Trung, vui vẻ gọi phụ thân, phụ thân. Đỗ Thành Trung vô thức cúi người đỡ lấy thằng nhóc nhào vào mình, hai chồng mắt vẫn còn tơ máu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỉ bé đang cười vô cùng vui vẻ, rồi nghĩ đến những lời đôi gian phu dâm phụ vừa nói khi nãy, trong lòng hắn quặn thắt từng cơn. Không phải của hắn, đứa bé này không phải của hắn, mà là nghiệt trùng của con tiện nhân này cùng gian phu của à. Là nghiệt trùng. Con mắt của hắn ta càng ngày càng đỏ, gân xanh trên mặt đập dồn dập sát khí lại lần nữa ngưng kết hắn ta siết chặt hai bắp tay của thằng bé khiến cho thằng bé khó chịu đến nỗi rên rỉ hắn ta bỗng nhiên dồn sức nâng thằng bé lên qua đầu mình khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của đứa trẻ động tác của hắn ta thoáng sững lại nhưng cuối cùng vẫn ném thằng bé xuống đất còn thằng bé vẫn tưởng rằng phụ thân đang vui đùa với mình cái miệng nhỏ nhắn của bật cười vui vẻ đừng má Lăng tường thét lên chói tai, cũng không biết lấy sức ở đây mà thoát cái đứng lên, hệt như kẻ điên vươn đôi tay ra đón lấy cơ thể nhỏ bé kia. Tảo thăng hốt hoảng muốn phi người tới cứu, nhưng lại thấy một bóng dáng còn nhanh hơn hắn, bóng dáng kia lao về phía thằng bé nhanh như chớp, nặng nề ôm lấy đứa bé chỉ còn cách mặt đất nửa cánh tay, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất. Tướng quân Hắn phi người tiến tới rồi đỡ hạ thiệu đình lên. Lăng Tường thấy thế cơ thể mềm nhũn, sức lực toàn thân đột nhiên mất sạch, một lần nữa cả người ngã xoài ra đất, vừa khóc vừa cười, gian nan bò về phía con mình. "Vọng ca, con của mẹ." "Con của mẹ." Hạ Thiệu Đình thuận thế đưa thằng bé đang hôn mê trong ngực mình cho Tào Thăng, điểm nhẹ mũi chân, bay về phía Đỗ Thành Trung và đánh ra một trường. Đỗ Thành Trung lui nhanh vài bước để tránh bàn tay của hắn nhưng chưa đợi hắn ta đứng vững năm đấm của hà thiệu đình đã đánh tới trước mặt ép hắn ta không thể không vung quyền nghênh chiến khi đường quân giao vội vàng chạy tới chỉ thấy hai người đang đọ quyền với nhau không ai nhường ai bóng dáng chốc chốc lại giao nhau hai người đều có võ nghệ cao cường là tướng lĩnh xuất sắc có thân thủ phi phàm ai cũng đang chìm trong cơn thịnh nộ của bản thân vì thế từng chiêu từng chiều đều không chút nề nang tràn đầy sát khí nàng thấy Hạ Thiệu Đình tung hai cú đấm với tốc độ cực nhanh, một trong số đó đã đánh trúng ngực trái của Đỗ Thành Trung, khiến cho khóe môi của Đỗ Thành Trung dì máu, nhưng hắn ta cũng không chút để ý, bất chấp tất cả mà bay về phía trước đánh trả lại, sau đó khoe ra một sơ hở, rồi bất ngờ quay người tung một cước, Hạ Thiệu Đình không kịp tránh, nên trúng một cước này của hắn ta. Hứa quân dao suýt nữa hét toáng lên, trái tim bị bóp nghẹt, Nàng không thể hiểu Hạ Thiệu Đình đang yên lành sao lại đánh nhau với chân Viễn Tướng quân, nhìn trông cái vẻ này, giống như có thâm cừu đại hận gì vậy, từng chiêu Hạ Thiệu Đình đánh ra đều không chốt lưu tình, hoàn toàn liều mạng mà đánh. Hạ Thiệu Đình lúc này quả thực đã bị sự căm hận chiếm trọn lý trí, khi nhìn thấy Đỗ Thành Trung ném thằng bé đó xuống đất, hắn dường như đã nhìn thấy ba nữ tử vô tội nằm trong vũng máu năm đó còn có cả ba huyết nhục đang sống sờ sờ bị hạ dược trong cơ thể của các nàng. Và cách đây không lâu, Đỗ Thành Trung vẫn còn âu yếm mà nói với hắn về những mong đợi của hắn ta dành cho thằng bé. Hắn ta thuộc là những trò nghịch ngợm của thằng nhóc, khi nhắc đến nhi tử thì lời nói chan chứa niềm tự hào, đong đầy tình yêu thương của người làm cha. Nhưng chỉ vừa đảo mắt một cái, vậy mà hắn ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa nhỏ trẻ như vậy hắn ta hoàn toàn không xứng làm phụ thân hoàn toàn không xứng trong mắt hạ thiệu đình tràn ngập sát khí mỗi chiêu đánh ra càng ngày càng không chút nể nang giống như hận không thể băm tên nam nhân trước mắt này thành vạn mảnh đường quân giao càng nhìn càng kinh hãi cuối cùng không nhịn nổi mà hét lớn đình ca mau dừng tay đừng đánh nữa sau đó nàng tức giận xông về phía Tào Thăng và một tên thị vệ khác đang đứng đờ ra. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi ngăn cản bọn họ đi. Thật sự sắp có người chết rồi đấy, không phải chuyện đùa đâu. Bây giờ Tào Thăng mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa đỗ tổ vọng trong lòng cho nàng, rồi cùng với một thị vệ khác phi thân đến khuyên can hai vị tướng quân đang trong tình trạng như những tên điên. Bỗng nhiên bị nhét một đứa trẻ mềm mại vào lòng, cả người hứa quân giao lập tức cứng lại, không dám động đậy dù chỉ một chút, lắp bắp nhìn về phía tảo thăng đã gia nhập cuộc chiến. Này, này, ngươi, ngươi bế, bế đờ. Đưa, đưa cho ta làm cái gì? Một lát sau, nàng ngớ người nhìn lăng tương vẫn đang vùng vẫy bò đến đây, nàng mím môi, ôm đỗ tổ vọng đi về phía nàng ta một cách cứng nhắc, nàng đặt thằng bé cuống đất. Rồi nhìn lăng tương vừa khóc vừa cười duỗi tay ra ôm lấy thằng bé. Bên kia, vốn Hạ Thiệu Đình và Đỗ Thành Trung đang đánh nhau, lúc này đã bị tào thăng cùng đám phạm quảng sau khi nghe thấy vội tới tách ra. Đường quân giao cũng mặc kệ đôi mẫu tử kia, nàng vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Hạ Thiệu Đình, trông thấy mấy vết bầm đen trên mặt hắn, cùng vài lỗ thủng trên quần áo, biết hắn đã bị thương làm lòng nàng vô cùng đau đớn. Nàng nhanh chóng lấy khăn tay ra lau vết máu bên khóe miệng hắn, đồng thời nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Đỗ Thành Trung. Hạ Thiệu Đình, việc nhà ta ngươi quan tâm ít thôi. Có lẽ người khác sợ ngươi, chứ đố mỗ ta còn lâu mới sợ, ngươi tránh ra. Hôm nay ta nhất định phải băm đôi gian phu dâm phụ này thành vạn mảnh, để chút mối hận trong lòng ta. Ngực Hạ Thiệu Đình đập dồn rập, giang tay ra bảo vệ đường quân giao, cười nhạt. Ông coi luật pháp của triều đình là cái gì? Ông muốn giết thì giết sao? Ta mặc kệ người này phạm vào chuyện gì nhưng sống chết của hắn không phải do ngươi quyết định. Thấy mắt Đỗ Thành Trung trợn tròn lên, đường quân giao vội vàng cất giọng nói. Đỗ tướng quân, không bọn ta thích chó mũi vào chuyện người khác, thật ra là đã có người dân nhìn thấy ông hành hung, nhầm tưởng rằng có một vụ giết người ở đây, vừa khéo lúc đó gặp hạ tướng quân đi qua nên đã báo cho huynh ấy. Hạ tướng quân là mệnh quan triều đình, về tình về lý đều không thể khoanh tay đứng nhìn đồng thời cũng là vì suy nghĩ cho danh tiếng của phủ trấn viễn tướng quân, dẫu sao nếu người này chết ở đây, há chẳng phải làm ầm ý việc nhà của đỗ tướng quân lên cả sao. Đến lúc đó dư luận xôn xao, thể diện của đỗ tướng quân cũng chẳng còn. Ý của câu nói là, đến lúc đó mọi người khắp kinh thành đều biết trấn viễn tướng quân bị người ta đội cho một cái mũ xanh, còn coi giá trùng như bảo bối tâm can mà cưng chiều trong nhiều năm. Điều này mới thật sự là mất hết thể diện. Đỗ Thành Trung đương nhiên cũng nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của nàng, cũng biết rõ những lời nàng nói không phải giả dối, sắc mặt lúc đỏ lúc đen lúc trắng, suy cho cùng cơn thịnh nộ khó mà tan biến được, hắn hung ác chừng mắt nhìn tên gian phu vẫn ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Hôm nay tạm thời giữ lại mạng chó cho ngươi, dù sao trên đời này có rất nhiều cách khiến cho một người chết trong âm thầm, tạm thời không cần phải nóng lòng hắn cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Nếu đã như thế, hôm nay bản tướng sẽ nề mặt hạ tướng quân mà tha mạng cho người này, nhưng mà ả à, tiện nhân nàng là thiếp thất của đỗ mỗ ta, ta đưa nàng ta trở về xử trí, chắc hạ tướng quân sẽ không ngăn cản chứ. Đương nhiên là không, nàng ta là người của phủ trấn viễn tướng quân, lại còn là thiếp thất của ông, phạm phải sai lầm thì nên để ông xử trí sở hạ thiệu đình lại nói những lời chọc giận đỗ thành trung nên đường quân giao vội vàng lên tiếng đỗ thành trung cười lạnh bước nhanh tới chỗ lăng tương rồi dùng tay đánh mạnh vào cổ của ả à. lăng tương còn không kịp kêu lên tiếng nào đã ngất xiu đỗ thành trung nhấc nàng ta bằng một tay trông thấy đỗ tổ vọng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất thì dừng chân một chút ánh mắt phức tạp lại nghe thấy hạ thiệu đình vội nói nếu đưa bé nhà đã không phải cốt nhục của ông, vậy ông không thể mang thằng bé đi. Với tính cách tàn bạo cửa người này, nếu để đứa nhỏ này rơi vào tay hắn, chỉ sợ tính mạng khó mà giữ được. Nào ngờ Đỗ Thành Trung không hề biện luận nửa câu, chỉ sách lăng tương đi thẳng. Một lát sau, Tào Thăng bối rối tiến lên xin chỉ thị nên thu xếp thế nào cho một lớn một nhỏ đang hôn mê trên đất. Hạ Thiệu Đình trầm mặc một lúc lâu tạm thời tìm một chỗ bên ngoài thu xếp ổn thỏa cho họ trước. Đường quân giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Hạ Thiệu Đình sẽ đưa hai người này về phủ trung võ tướng quân, nếu như thế chẳng khác nào đang chen chân vào việc nhà của phủ trấn viễn tướng quân. Ngay sau đó, Tào Thăng đưa người đi thu xếp cho một lớn một nhỏ kia, đường quân giao nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, người lúc này không biết đang nghĩ cái gì, nhìn thấy hắn xoay người chậm rãi bước tới người trước nay rắn giỏi kiên cường, lúc này nhìn trông có vẻ thê lương, cô độc. Tìm nàng chợt thắt lại, theo bản năng cất bước đuổi theo hắn, Phạm Quảng đang định đuổi theo, nhưng lại bị Trường Phong giữ lại. Để bọn họ đi đi. Phạm Quảng sụ mặt, cuối cùng cũng không tiếp tục cố chấp. Hắn đã đi theo bên cạnh tướng quân nhiều năm, nên cũng nhìn ra chốt bất thường của tướng quân, hiện giờ tâm tình ngày ấy đang vô cùng suy sụp. Lúc này để tiểu yêu nữ quen thói giả ngu giả mốc đi theo, nói không chừng có thể thay đổi tâm trạng của tướng quân. Đường quân giao nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo sau hạ thiệu đình, thấy hắn đi tới dưới tán cây xôm xuê cách đầm sen không xam lẳng lặng đứng đó hồi lâu, bỗng nhiên đánh một quyền vào gốc cây, cành lá rung động phát ra những tiếng rào rạt. Nàng mím cánh môi, bước nhanh qua đó, giả bộ vui vẻ gọi. Đình ca Hạ Thiệu Đình nghe thấy giọng nói của nàng, dù mắt che giấu đôi mắt màu đỏ. Đường Quân Dao làm như không phát hiện ra, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của hắn, dịu dàng nói: "Huynh cúi đầu xuống thấp một chút, thấp một chút đi mà." Hạ Thiệu Đình không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng vẫn nghe theo lời của nàng mà cúi thấp đầu xuống. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt trên má mình, cả người ngay lập tức cứng đờ hắn chỉ cảm thấy nơi bị thơm tê dại, xém chút nữa khiến nửa người hắn cũng mềm nhũn cả da. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy cô nương trước mắt kiễng mũi chân lên, cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, sau đó ngửa mặt lên và nở nụ cười ngọt ngào trong lòng hắn, giọng nói mềm mại, êm tai. Khi còn nhỏ, mỗi lần châu ca không vui chỉ cần mẫu thân ôm huynh ấy rồi thơm huynh ấy, lại cho huynh ấy hai miếng bánh đường thì huynh ấy sẽ vui vẻ trở lại ngay bây giờ muội không có bánh đường, khi nào về muội sai người mang qua cho huynh được không? Cuối ngõ và đối diện với đừng cái. Chương 65, đồ lừa đảo. Đầu Hạ Thiệu Đình trống rỗng, hai tay vô thức vòng qua eo nàng, hắn chăm chú nhìn cô nương đang cười tươi như hoa trong lòng mình và cảm thấy nhịp tim bắt đầu đập không theo trật tự. Nụ cười của Đường Quân giao hết sức sán lạn, thấy ánh mắt hắn đang chuyên chú nhìn mình, nàng nhất thời bị kích thích, nhanh chóng thơm lên má hắn một cái nữa thiếu niên tướng quân ánh trăng của nàng thật sự rất đẹp, đôi mắt đen nhánh như mực, cái mũi thẳng tắp, ừm, vết bầm đen trên mặt hoàn toàn không làm giảm đi vẻ anh Tuấn của hắn. Đúng rồi đúng rồi, còn có đôi môi mỏng với những đường nét duyên dáng, không biết hôn lên đấy sẽ có cảm giác thế nào. Thôi vậy, vẫn nên để lần tới tìm được cơ hội thích hợp rồi thử sau. Nàng tiếc núi mà nghĩ, sau đó lại nũng nịu mà cỏ cọ trong ngực của Hạ Thiệu Đình, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Đây chính là lồng ngực của thiếu niên ánh trăng, vừa ấm áp lại còn rắn chắc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Hạ Thiệu Đình thì cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, tim đập thình thịch thình thịch, càng lúc càng nhanh, lý trí nói với hắn nên cách xa nàng một chút, nhưng cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng bắt đầu siết chặt dần. "Muội." Một lúc lâu sau, hắn gian nan nhả ra một chữ, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp khó nói nên lời hắn biết như vậy là hơi quá giữa bọn họ không nên như thế này hắn vẫn luôn coi tiểu cô nương trong ngực là người thân thiết nhất của mình vẫn luôn xác định mối quan hệ giữa bọn họ là huynh muội hắn nhìn nàng từ một đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo đáng yêu dần dần trở thành một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều như ngày hôm nay bất luận hắn có nguyện ý hay không nàng đã sớm trở thành sự tồn tại không thể xem nhẹ trong sinh mệnh hắn hắn sẽ cưng chiều nàng nhân nhượng nàng quan tâm nàng trân trọng nàng hắn thậm chí đã từng nghĩ tới trước khi giải ngũ về quê hắn sẽ để lại tất cả cho nàng nhìn nàng nở mày nở mặt xuất giá từ đó hạnh phúc suốt đời nhưng mà bây giờ đều loạn cả rồi tay hắn lại siết chặt vòng eo của nàng thêm chút nữa mặt đường quân dao dán vào lồng ngực hắn nghe đi nghe lại tiếng tim đập loạn nhưng mạnh mẽ của hắn chóp mũi toàn là hơi thở quen thuộc của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, hai dạng mây đỏ lặng lẽ hiện trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, Hạ Thiệu Đình nắm lấy hai vai của nàng, dùng sức kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, nhẹ nhàng đẩy nàng ra một cách dịu dàng mà kiên quyết. Đường quân giao giật mình, nàng không ngờ rằng hắn sẽ bất thình lình đẩy mình ra, nàng lập tức vô tội chớp mi nhìn hắn. Đình ca, huynh không thích bắn đường à? Nhưng Hạ Thiệu Đình trốn tránh không trả lời, nói với giọng khàn khàn. Đã muộn rồi, nên quay về thôi. Thấy mặt hắn tự nhiên như không, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nàng lại nhảy bén nhận ra đã có vài phần xa cách. Nàng thầm suy tính, chẳng lẽ lúc nãy mình đã hành động quá mức kinh thế hãi tục, sao, nên hắn sợ rồi. Đây không phải là điểm báo tốt gì, nếu bởi vì chuyện này mà hắn xa lánh mình, thì thật sự mất nhiều hơn được. Sao, kinh hãi thế tục, việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Nàng đang miên man suy nghĩ thì hạ thiệu đình chợt đưa tay giúp nàng ven mấy sợi tóc rối, sau đó điềm nhiên như không mà quay người, cất bước rời đi. Lúc này đường quân giao có chút rối bời, nàng đảo trong mắt, rất nhanh sau đó đã tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động của hắn. Chắc là bị kinh sợ rồi đây, với cây tính đứng đắn của hắn, đương nhiên sẽ lựa chọn xa lánh theo bản năng. Nhưng sau nhiều năm chung sống, hắn đã quen với việc chăm sóc mình, không thể mặc kệ mình, cho nên mới lúc nãy mới làm ra hành động vén tóc đẩy thân mật kia. Nghĩ thông suốt điều này, nàng lập tức đuổi theo, theo thói quen níu lấy cổ tay áo của hắn, chớp chớp con mắt trong veo như nước, mềm mại dịu dàng nói: "Đình ca, huynh bị thương rồi." sau khi quay về nhớ tìm đại phu tới khám nhé. Thuốc lần trước muội cho huynh cũng phải dùng, để vết thương mau lành hơn. Hạ thiệu đình không hề trả lời nàng, cũng không gạt bàn tay đang níu lấy cổ tay áo của mình ra. Đám người tào thăng sốt ruột chờ đợi, hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của tướng quân nhà mình. Phạm Quảng là người đầu tiên nhịn không nổi, lúc hắn đang định đi tìm thì lại nhìn thấy bóng người một cao một thấp đang sóng vai nhau đến đây. Mặc dù người cao nọ vẫn nghiêm mặt, không nói không rằng như cũ, nhưng khi người khác nhìn thoáng qua có thể nhìn ra tâm trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều. Tiểu yêu nữ quả nhiên là tiểu yêu nữ, chắc chắn lại giả ngu giả ngốc để chuyển rời lực chú ý của tướng quân đây mà. Phạm Quảng Thầm nói, ước chừng nửa canh giờ sau, Hạ Thiệu Đình đích thân đưa cô nương vừa chiêu chọc trái tim hắn tới trước cửa nách của phủ đường, nhìn nàng lén lút gõ lên cửa ba cái, một lát sau lại gõ thêm ba cái nữa tổng cộng gõ ba lần, cuối cùng cửa cũng kết kết, được người ở bên trong mở ra, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng nói phàn nàn của thị nữ Lam Thuần. Cô nương, sao người đi lâu thế mới về hả? Tiếp sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng hỏi vội vã của đường quân giao. Trên đường đi gặp vài chuyện nên phải nán lại, nương đã quay về chưa? Còn chưa về đâu à? Nhưng nhìn thời gian thì phu nhân cũng đang trên đường về rồi đấy à? Tiểu cô nương lại nói cái gì đó nhưng hắn không nghe rõ, hắn dõi theo bóng nàng đến khi cánh cửa đóng lại, ngăn tầm mắt của hắn mới thôi. Hắn rủ tầm mắt, lát sau, quay đầu ngựa lại rời đi. Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, lần này lần theo dấu vết của dư nhiệt tiền chiều. Hắn phát hiện ra bọn họ đã thông đồng với người Đông Nhung. Việc này không phải chuyện nhỏ, hắn chỉ kịp về phủ tắm rửa qua loa, xoa qua quyết thuốc lên vết thương rồi vào cung, hắn định báo cáo cho thiên hy đế từng chuyện hắn đã phát hiện ra trong chuyến đi này. Vả lại, lần này thái tử bức vua thoái vị không thành mà còn bị phế, trong lòng bệ hạ nhất định rất khổ sở, hắn không yên lòng, nên cũng muốn tận mắt nhìn ngài ấy một cái. Dẫu sao, tuy ngài ấy là vua của một nước, nhưng trong lòng của hắn, ngài ấy là vị trưởng bối mà hắn tôn kính nhất. May mắn thay trạng thái của thiên hy đế tốt hơn tưởng tượng của hắn, mặc dù gầy hơn so với lúc hắn rời kinh thành, nhưng tinh thần lại khá tốt. Thiên Hy Đế thấy trên mặt hắn có vết bầm đen, chỉ nghĩ chuyến đi này của hắn gặp nguy hiểm nên mới bị thương, còn kiền trì mời Thái Y đến khám cho hắn. Sau khi Hạ Thiệu Đình rời cung và trở về phủ trung võ tướng quân, lúc đưa dây cương cho thị vệ, ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Phủ đường Thượng thư đã đưa đồ đến chưa? Bẩm tướng quân, chưa à? Chưa à? Hạ Thiệu Đình hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, hắn sai người chuẩn bị nước, gột sạch mệt mỏi khắp người, sau đó nghe Tào Thăng bẩm báo chuyện giải quyết nơi ở cho ngoại thất của Đỗ Thành Trung ban sáng, môi mỏng mím chặt. Lát sau, hắn nhàn nhạt, nhạt nói: "Sau này trừ phi là việc không, còn không thì không cần bẩm báo chuyện của phủ trấn Viễn tướng quân." Tào Thăng thấy hắn không vui, không dám nói nhiều, vâng một câu rồi lui xuống. Hạ Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, có chút cáo kỉnh khép quyển sách trong tay lại. Một lát sau, hắn hỏi lại lần nữa. Phủ đường thượng thư có đưa đồ gì qua không? Bẩm tướng quân, không à? Hắn nhíu đôi mày rậm, môi khẽ mím lại, trong lòng có chút khó chịu. Cách nửa giờ sau, khi hắn hỏi lần thứ ba xem phủ đường thượng thư có đưa đồ gì tới không, câu trả lời mà hắn nhận được vẫn là không vẻ thất vọng trên gương mặt hắn rốt cuộc cũng khó mà che giấu được nữa. Hắn quăng luôn quyển sách mà hắn không tài nào đọc vô xuống, chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng, chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát đá xanh. Tòa nhà này hắn đã ở rất nhiều ngày, nhưng hắn chưa bao giờ có thời gian nhìn kỹ, bấy giờ đi trên con đường này hắn đột nhiên cảm thấy tòa nhà này quá lớn, phủ đệ to như vậy, nhìn trông vô cùng trống trải hưu quạnh, giống như là thiếu cái gì đó hắn thở dài một hơi, thật lâu sau mới lần theo ánh sao đầy trời quay về phòng ngủ. Đêm đó, hắn nằm trên giường trần trọc, một bóng hình nào đó vẫn luôn chiếm trọn tâm trí hắn. Người đó à, khi vui chẳng những con mắt sẽ tỏa sáng, mà cả khuôn mặt nhìn trông cũng dạng người, lúm đồng tiền ngọt ngào sẽ đắc ý nhảy ra. Khi ăn vạ làm nũng thì vừa láo lỉnh lại ngọt ngào, khiến người ta không thể không muốn đổi xử tốt với nàng ấy khi giờ trò xấu xa lại khiến ngươi ta vừa tức giận vừa tức cười, nhưng vẫn không nỡ tỏ thái độ với nàng ấy. Đó là một con bé lươn lẹo, một con bé lươn lẹo Thảo Mai, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ xấu, nói lời không giữ lời. Hắn lầm bầm, không biết từ lúc nào mà mí mắt dần nặng trĩu, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn trông thấy đồ lừa đảo Thảo Mai bổ nhào vào lòng hắn, dỗ dành hắn cúi đầu thấp xuống như ban ngày hắn hơi căng thẳng, nhưng lại có chút chờ đợi mà từ từ cúi thấp đầu xuống và chờ đợi cây thơm ấm áp kia. Nhưng lần này đồ lươn lại đột nhiên chuyển hướng, hôn, chụt một cái lên môi hắn. Trong nháy mắt, hai cánh môi dán vào nhau, không ai động đậy Hắn nhìn hai bản thân nhỏ bé được phản chiếu trong đôi mắt sáng của nàng. Hai bản thân càng ngày càng rõ nét. Cuối cùng, hắn vươn tay ôm lấy eo của nàng rồi hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào. Hạ Thiệu Đình đột nhiên bừng tỉnh, há mồm thở hổn hển, nhịp tim hỗn loạn đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng một cách đáng ngờ. Một hồi lâu sau, hắn lau mồ hôi trên trán và cảm thấy giấc mơ vừa rồi hoang đường đến cực điểm, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, sâu trong đáy lòng hắn lại có một âm thanh yếu ớt đang phản bác, chấp nhận đi, chuyện trong giấc mơ mới miêu tả chân thực nội tâm của ngươi. Từ lâu ngươi đã sinh ra tâm tư khác với tiểu cô nương kia rồi. Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng xoa chán thở dài một tiếng. Đường quân giao hồn nhiên không biết sự trêu ghẹo của mình đã khiến thiếu niên tướng quân cả đêm không ngủ. Còn nàng từ khi trở về phủ, sau khi tránh được sự nghi ngờ của Nguyễn Thị, nàng bèn toàn tâm toàn ý bận biểu chuyện của môn vũ. Nàng tìm một cái hầu bao được làm tinh xảo bỏ khóa trường mệnh vào trong một cách cẩn trọng, sau đó buộc chặt, nàng vẫn quyết định làm như trước đây, cho dù đi đâu cũng mang theo đồ mốc này đi. Lại nói về Đỗ Thành Trung, sau khi sách lăng tương về phủ, hắn không nói câu nào mà đánh gãy chân của nàng ta. Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang vọng khắp nơi, hạ nhân xung quanh sợ tới mức không dám thở mạnh. Đáng sợ, quá đáng sợ. Tướng quân lúc này chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục lên, thật sự quá là đáng sợ. Vân thị ở chính phòng nghe thấy tiếng động, cả mặt lộ ra nụ cười hà giận. Từ khi Phùng Duy Lượng nói cho nàng biết đỗ tổ vọng là nghiệt trùng do lăng tương cùng người khác tư thông mà sinh ra, nàng vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để truyền việc này tới tai của Đỗ Thành Trung, nhưng chẳng ngờ nàng còn chưa tìm ra được cách nào toàn vẹn thì Đỗ Thành Trung đã tự mình bắt gặp lăng tương đưa nhi tử đến gặp gian phu kia, thế là bọn họ đúng lúc bị bắt gặp. Nương, lần này ông trời thực sự đang giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta tránh được một phen khốn đốn. Phùng Duy Lượng khó nén kích động trong lòng. Tốt lắm, lần này phụ thân chỉ đưa theo con tiện nhân họ lăng trở về, còn gian phu và giã trùng kia e rằng đã xử lý rồi. Từ nay về sau hắn lại là công tử duy nhất của phủ trấn Viễn Tướng quân, là nhi tử duy nhất của phụ thân. Khéo miệng Vân thị hơi cong lên, nàng quyết định đợi Lăng Tương ăn nhiều đau khổ rồi mới đi tới an ủi nam nhân đang trong cơn thịnh nộ kia. Nàng hiểu hắn, biết điều hắn cần nhất sau khi chốt hết lửa giận là sự đối xử dịu dàng và ân cần, cũng chỉ khi trải qua chuyện này, hắn mới có thể càng thêm hiểu rõ trên đời này chỉ có nàng mới vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, giữa bọn họ không cần phải tiếp tục xuất hiện người khác. Chỉ đáng tiếc lần này nàng ta đã tính nhầm, sau khi Đỗ Thành Trung đánh gãy đôi chân của Lăng Tương, nhốt nàng vào trong phòng không cho đi đâu, sau đó, hắn liên tục nạp thêm vài tiểu thiếp vào phù. Lần này hắn đã rút ra được bài học kinh nghiệm, không hề nạp người từ bên ngoài vào, mà trực tiếp lựa chọn những thị nữ mỹ mạo trẻ trung từ trong phù và thề phải sinh được một nhi tử có huyết thống của hắn vân thị tức đến mức suýt nữa đập sạch đồ sứ trong phòng muốn tìm nhi tử nhờ hắn giúp đỡ nhưng phùng duy lượng biết rõ bất kể dưỡng phụ lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể sinh được nhi tử về phần nạp thiếp thất hay thông phòng chẳng qua cũng chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi mẫu thân không cần bận tâm vì có suy nghĩ như vậy nên hắn giả câm giả điếc trước đủ loại oán trách của Vân Thị. Vân Thị nói quá nhiều nên hắn đành giảm bớt cơ hội gặp mặt nàng. Điều này làm cho Vân Thị tức đến mức khóc lóc một trận, cảm thấy số phận của mình thật cay đắng. Trong lòng nàng không thoải mái nên đi giày vào lăng tương đang bị nhốt trong phòng. Thấy nữ tử đã từng kiêu ngọa hôm hách nay phải cầu xin sự thương xót của mình. Vân Thị cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái tiện nhân dám cả gan đối đầu với nàng từ trước đến nay chưa bao giờ có được kết cục tốt đẹp, chẳng hạn như lăng tương bây giờ, lại chẳng hạn như hà hương năm đó hoài thai cốt nhục của Đỗ Thành Trung. Nàng ta những tưởng có đứa bé thì có thể ngăn mình vào cửa, một người lại một người, tất cả đều không có được kết cục tốt đẹp. Lăng tương bị đánh gãy hai chân phải trải qua những ngày sống không bằng chết sau khi Đỗ Thành Trung đưa nàng ta trở về và đánh gãy chân của nàng ta cũng chưa bao giờ xuất hiện thêm lần nữa, cũng không hề mời đại phu tới khám cho nàng ta, ngoài việc trơ mắt nhìn mình trở thành phế nhân, da rẻ trên người không có chỗ nào lành lặn ra, thì nàng ta còn phải thường xuyên chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của à Vân Thị. Đúng rồi. Người có biết nhi tử báo bối của người bây giờ như thế nào không? Vân Thị ra vẻ thần bí hỏi. Thằng bé sao rồi, thằng bé sao rồi? Lăng tương tóm lấy tay của nàng, điên cuồng hỏi. Gian phu của ngươi sợ lão gia sẽ tìm hắn phiền phức, nên đã không màng đến vết thương trên người, bỏ lại nhi tử bảo bối của ngươi trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm. Vọng ca đáng thương biết bao, phì phì, ôi tiểu công tử phủ tướng quân cơ thể múp míp cao quý, ở trong căn phòng rách nát khóc vỡ cả giọng, cũng không biết có bị kẻ xấu ấm đi không, hay là đã chết trên tay của lão gia rồi. Vân thị che miệng cười khẽ, trong mắt tràn ngập sự khoái trá. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của lăng tương lúc này đến cả giọt máu cũng không có, nàng ta điên cuồng đập cửa sổ. Tướng quân, tướng quân, cầu xin ngài tha cho nhi tử của thiếp, cầu xin ngài tha cho nhi tử của thiếp đi mà. Thằng bé không biết cái gì cả, cái gì cũng không hiểu. Nàng ta cứ đập mãi đập mãi, cuối cùng nhịn không được gào khóc dữ rồi. Nàng ta hối hận rồi, hối hận lúc đầu không nên thèm muốn vinh hoa phú quý, càng hối hận rằng sau khi biết mình hoài thai, nàng không nên vọng tưởng mẫu quý nhờ con mà lừa gạt dấu diếm. Những ngày qua có vô số lần nàng đã từng muốn tìm đến cái chết, nhưng nàng không yên tâm nhi tử của mình. Nhưng hiện giờ nàng đã gây ra sai lầm to lớn, Đỗ Thành Trung sẽ không buông tha cho nàng, Vẫn thị cũng sẽ không buông tha nàng, tính mạng này của nàng mất thì thôi nhưng nhi tử của nàng là vô tội, thằng bé còn nhỏ như thế, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nghe tiếng khóc tuyệt vọng của lăng tương, nụ cười trên mặt vân thị càng tươi hơn, cuối cùng không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Đỗ hạnh thường theo dõi cảnh tượng này từ phía xa, bên tai nàng vang lên tiếng khóc lớn thống khổ của lăng tương, lại nhìn thấy nụ cười của mẫu thân nàng, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Quá đáng sợ, Quá khó coi, đấy không phải là mẫu thân của nàng, không phải là mẫu thân ấm áp lương thiện, đoan trang thanh tú của nàng, không phải, không phải. Nàng không dám tin mà lùi lại từng bước một, nàng bỗng nhiên quay người, chạy như bay. Sự hỗn loạn của phủ trấn Viễn tướng quân không mảy may ảnh hưởng tới đường quân giao. Nàng chỉ biết rằng không lâu sau khi nàng trở về từ ngày hôm đó, quan phủ quả thực đã ban hành công văn truy nã đồng thời phát lệnh truy nã Phương Nghi và Ngụ Anh Nương cùng những dư nhiệt của trại Hắc Hổ có liên quan. Đường quân giao cười xấu xa, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những ngày khổ cực lầm than mà hiện giờ đám Phương Nghi phải trải qua khi bị tất cả dân chúng cùng công kích. Tam biểu muội, sao lại một mình ở đây thế? Bây giờ ánh nắng mạnh lắm, cẩn thận bị phơi xấu đi đấy. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nam tử, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy thằng cháu bảo bối Trần Triệu Dũng của tiền thị. Kể từ khi Trần Ngưng Trinh bỏ lên giường không thành thì bị gà vội đi, không lâu sau đó, cả nhà tiền thị mua một tòa nhà ở bên ngoài, cuối cùng cả nhà dọn ra khỏi phủ đường. Mấy năm nay, đường quân giao cũng không gặp người nhà này nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng gặp Giang Thị, người con dâu khôn khéo của tiền thị ở trong phòng Nguyễn Thị. Trong chớp mắt, trong chớp mắt, thằng nhóc béo u đáng ghét định cướp chiếc khóa trường mệnh của nàng năm đó đã lớn lên ngần này nhưng theo đường quân giao thấy hắn ta vẫn đáng ghét như ngày nào nhất là ánh mắt nhìn nàng lúc này của hắn nó khiến nàng sinh ra một loại xúc động muốn móc con mắt của hắn ra nàng lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nhìn như không thấy mà đứng dậy chuẩn bị rời đi trần triệu dũng khó có được cơ hội gặp nàng nào chịu để nàng đi dễ dàng như vậy vì thế hắn vội vàng đuổi theo, mặt dày nói. Lâu ngày không gặp, tam biểu muội càng ngày càng xinh đẹp ấy nhỉ, giống như nữ thần ở trong tranh vậy. Ngươi có việc gì không? Nếu không có việc gì thì đừng đi theo ta nữa được không? Tuy nói ngươi là thông gia của nhà chúng ta, nhưng suy cho cùng nam nữ khác biệt, nơi này cũng không phải là nơi mà ngươi có thể đến. Đường quân giao dừng chân, mặt lạnh nói trần triệu dũng hoàn toàn không để ý đến gương mặt lạnh nhạt của nàng trên thực tế hắn cảm thấy cô nương lạnh lùng này cũng rất xinh đẹp đương nhiên nếu nàng chịu cười với hắn một cái thì càng đẹp hơn nói có việc thì cũng có việc nói không có việc gì thì cũng không có việc gì chẳng qua là ta hiếm lắm mới gặp tam biểu muội một lần trong lòng không muốn phải chia xa như thế này hắn nuốt nước bọt mỉm cười tiến lên đường quân giao thông thả lấy roi mềm từ trên người ra cầm nó vỗ nhẹ lên lòng bàn tay trái Người nói cái gì cơ không muốn phải chia sai như thế nụ cười trên mặt trần triệu dũng lập tức đông cứng lại không hiểu sao hắn lại nhớ lại lúc còn nhỏ từng bị cô nương này lấy con rắn chết về quật da đầu không khỏi run lên ngượng ngập nói không không có chuyện gì ta đi trước đi trước đây hôm khác hôm khác lại đến thăm biểu muội nói xong hắn giống như sợ nàng sẽ quất roi qua đây nên gấp rút bỏ chạy sau khi chạy được một đoạn hắn dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán không nhịn được mà quay người nhìn lại thấy đường quân giao vẫn đứng nơi đó thì thở dài một hơi rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ mà sao tính tình biêu hãn thế nhỉ nhưng mà nàng ấy hấp dẫn hơn hẳn những cô nương khác nếu có thể khiến nàng ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn thì đó sẽ là chuyện tuyệt với biết bao đây hắn càng nghĩ càng hưng phấn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của tiểu cô nương đi xa dần mặt hắn hiện ra mấy phần si mê chẳng ngờ hết thảy đều được thu vào tầm mắt của đường quân du nàng ta cười khẩy ra tiếng mắt nàng ta chợt lóe nếu đường quân giao thật sự phải gả cho tên biểu ca không nên thân này của nàng thì mấy ngày nay nàng cùng nguyễn thị tham dự rất nhiều yến hội xác thực đã trở thành gương mặt quen thuộc trước mặt các vị cáo mệnh phu nhân quả thực cũng có khá nhiều gia đình có ý liên hôn chẳng qua nếu không phải con vợ lẽ không được coi trọng thì cũng là bà con xa điều này khiến cho nàng vô cùng thất vọng thứ khiến nàng phẫn nộ hơn cả chính là rõ ràng đường quân giao không ở đấy nhưng những phu nhân có thân phận cao quý kia lại hỏi về nàng ta nhiều nhất úp úp mờ mờ chính là muốn thăm dò hôn sự của nàng ta trong lòng các nàng có ý đồ gì chỉ cần nhìn một cái là biết ngay. Thứ khiến nàng khó chịu nhất chính là có nhiều lần có vài vị cô nương xuất thân cao quý chủ động tìm nàng nói chuyện, nhưng vừa biết nàng không phải đường quân giao thì thái độ lập tức trở nên xa cách, sau đó trực tiếp tìm một lý do xua đuổi nàng đi. Đủ loại gặp gỡ trong những ngày này đã khiến nàng hiểu rõ một điều, đường quân giao chính là ngọn núi lớn đè trên cô nàng một ngày không rời nàng ta đi thì cả đời này nàng không có cách nào cất đầy dạy được từ những ngày sau mỗi ngày hạ thiệu đình đều hỏi vài lần phủ đường thượng thư có đưa thứ gì tới không nhưng mỗi lần đều nhận được một câu trả lời phủ định sắc mặt hắn cũng ngày một kém đi tủi thân và bất mãn tích góp từng tí một trong lòng cũng càng ngày càng nhiều quả nhiên đó quả thực là đồ lừa đảo nói không giữ lời mở mồm ra là nói dối nói dối như nói mê chỉ biết nói mà không biết làm trong lòng hắn không vui ngay cả đường hoài châu nhìn trông có vài nét giống với đồ lừa đảo kia cũng khiến hắn cảm thấy không vừa ý đủ kiểu mặc dù không nói ra những lời khó chiêu nhưng lại trưng vẻ mặt buồn bực và nhìn đường hoài với ánh mắt tức tối tiểu đường đại nhân đáng thương bắt đầu xem xét lại mình có phải mình đã vô tình đắc tội với huynh ấy không đình ca Hạ Thiệu Đình rót trà cho mình với vẻ mặt ủ rũ, và lúc hắn định nâng chén trà lên thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc, tay hắn thoáng chững lại, sau đó lại nhấc chén trà lên như không có chuyện gì, môi nhấp vài ngụm trà. Đình ca Đường quân giao dịu dàng bước về phía hắn, vui vẻ gọi tiếp một tiếng. Hạ Thiệu Đình liếc nàng một cái, trông thấy nụ cười trước sau như một của nàng, làm hắn lại nhớ tới câu nói mà nàng đã lừa dối mình thế nên hạ thiệu đình càng cảm thấy không vui nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng cho có tiểu đường đại nhân thức thời sờ mũi đi sang một bên chắp tay sau lưng giả vờ ngắm nhìn bầu trời màu xanh thắm đường quân giao xưa nay là người mẫn cảm thế nên nàng nhanh chóng phát hiện ra sự lạnh nhạt của thiếu niên ánh trăng đối với mình nàng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng lo lắng chút nào nàng nở nụ cười ngọt ngào, ôm mặt ngồi xổm trướng mặt hắn, hỏi một cách đáng thương. Đình ca, có phải huynh đang giận muội không? Muội lại làm gì sai sao? Không. Hạ thiệu đình không nhìn nàng mà tiếp tục nhấp trà. Không cái gì. Không giận nàng, hay là nàng không làm sai chuyện gì? Đường quân giao hơi mơ hồ, nàng dứt khoát duỗi tay nắm lất của tay áo của hắn, làm nũng mà lắc lắc, đoạn nũng nịu nói đừng như thế mà, huynh không vui thì người ta cũng không vui đâu. Hạ thiệu đình vẫn không thèm để ý tới nàng, nhưng cảm giác bực bội ở trong lòng đã vô thức tiêu tan đi vài phần. chương 66, dễ như chờ bàn tay. Hắn khẽ hừ một tiếng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng. Suýt chút nữa lại bị cái đồ lừa đảo này lừa nữa rồi, rõ ràng cười vui vẻ như thế, mà còn dám nói những lời như vậy đường quân giao thấy hắn vẫn trưng ra vẻ mặt nhàn nhạt, nàng chẳng những không để ý mà còn cùa. Rõ ràng là huynh đang tức giận, thế mà vẫn lừa người ta. Đây đây đây, ấn đường đều nhăn thành chữ xuyên choan cả rồi này. Nàng vừa nói, vừa đưa tay định ấn vào ấn đường của hắn, hạ thiệu đình phát hiện ra động tác của nàng thì né tránh theo bản năng, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy nàng đang ôm những món tay đầy thương tích của mình, trong lòng hắn chợt có chút chột ra từ sau giấc mơ đêm đó vài tối kế tiếp hắn đều mơ thấy cảnh tượng tương tự hơn nữa hắn ở trong giấc mơ càng lúc càng hoang đường nó làm cho mỗi lần hắn tỉnh lại đều mặt đỏ tía tai cực kỳ chột dạ song cũng có chút dầu dĩ không sao nói rõ được bây giờ nếu lại bị nàng chạm vào hắn không dám nghĩ đêm nay mình sẽ lại mơ thấy những giấc mơ hoang đường gì nữa sau đó hắn lại nghĩ tới những ngày nay mình luôn chờ nàng thực hiện lời hứa nhưng chờ tới chờ lui cũng uổng công vô ích, hóa ra đồ lừa đảo này hoàn toàn không để trong lòng, nàng chỉ thuận miệng lừa dối hắn mà thôi. Trong lòng khó chịu, hắn cố ý châm chọc nàng, sau khi liếc nhìn cái chân của nàng, hắn làm bộ sửng sốt. Cái chân bị trèo của muội khỏi nhanh quá nhỉ. Chỉ tiếc là hắn đã coi thường trình độ chơ cháo của đường tam cô nương. Đường quân giao chỉ hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra hắn đang nói tới chuyện lần trước mình giả vờ bị trẹo chân để lừa hắn ôm. Nàng không hề ngượng ngùng khi bị người ta bóc trần lời nói dối, cười hi hi nói. Phải đó, phải đó. Vốn vẫn còn đau lắm luôn, nhưng vừa nhìn thấy đình ca nên vui đến nỗi khỏi luôn rồi, huynh nói xem có lợi hại không. Hạ thiệu đình nóng hết cả tai, mặc dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh và cũng biết đồ lừa đảo này quen thôi nói những lời nói nhảm ngọt ngào, nhưng trái tim hắn vẫn rung động bởi câu nói của nàng hắn hắng giọng một cái cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại bây giờ mới dịu dàng lên tiếng ta không tức giận muội mau đứng lên đi đừng quỳ nữa tuy đường quân giao cảm thấy rằng hắn có vẻ hơi khác một chút nhưng cũng không nghĩ quá nhiều nàng nũng nịu nói người ta tê chân rồi vừa nghe nàng nói bị tê chân Hạ Thiệu Đình đưa tay kéo nàng lên không chút nghĩ ngợi, hắn nửa dìu nửa ôm nàng đến ngồi xuống bên cạnh. Ngay khi hắn định hỏi nàng đã đỡ hơn chưa, thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của đối phương, hắn hơi ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh. Được lắm, hắn lại bị đồ lừa đảo này lừa rồi. Hắn bất lực dây thái dương, trong khoảnh khắc không kiềm chế được, hắn cong ngón tay và búng nhẹ vào chán nàng một cái. Tinh nghịch. Đau. Đường quân giao bổm chỗ vừa bị hắn bống vào, đôi mắt lòng lanh đầy oan ức. Hạ thiệu đình cười nhạt. Lại nữa rồi, lại nữa rồi, đồ lừa đảo này lại muốn lừa người khác rồi, hắn không dùng sức thì làm sao có thể đau được cớ chứ? Đường Hoài Châu ở bên cạnh xoay nhẹ cầm, quét mắt về phía hai người, thấy hành động không coi ai ra gì của bọn họ thì không khỏi thầm nghĩ, trông cái kiểu liếc mắt đưa tình thân mật này xem ra bảo nha đã hạ được đỉnh ca rồi hắn còn tưởng tính tình đỉnh ca lãnh đạm nên con bé phải tốn nhiều thời gian cơ hắn nhất thời âm thầm khinh thường người không thể chiêu chọc kia đại tướng quân gì cơ chứ còn chưa lên chiến trường đã bị kẻ địch đánh hạ rồi thật là vô dụng nhưng những lời này hắn chỉ dám nói ở trong lòng một lát sau hắn ho một tiếng nhắc nhở hai người về sự tồn tại của mình ngay sau đó hắn nhận được một cái nhìn trong chọc của muội muội. Đường Hoài Châu tủi thân sờ mũi nhưng vẫn lên tiếng bảo nha. Sao muội lại tới đây? Không phải muội đi phòng sách Hải Đường cùng nhị ca à? Đường Quân Giao đang ôm mặt chăm chú nhìn Hạ Thiệu Đình nghe thế thản nhiên trả lời. Ngũ công chúa đang nói chuyện vui vẻ với cư sĩ Miễn Đàm. Muội không muốn tới quấy giày bọn họ. Đường Hoài Châu ngẩn người. Cư sĩ miễn đàm. Nàng ta biết á. Trước hôm nay còn chưa biết, nhưng lúc nãy ở phòng sách Hải Đường đã biết rồi. Ai bảo cư sĩ miễn đàm cứ khăng khăng cầm tiểu thuyết mới tới phòng sách Hải Đường làm chi? Đường quân giao trả lời. Nói ra cũng khéo, hôm nay ngũ công chúa tới ngõ Tây Lục vấn an phế. Thái tử Triệu Nguyên Đức, trên đường về cung thuận tiện tới phòng sách Hải Đường một chuyến, định chọn vài quyền tiểu thuyết mới, nào ngờ gặp mặt đường hoài miễn cũng tới phòng sách hài đường để đưa tiểu thuyết mới. Ngũ công chúa biết nam tử trước mắt chính là cư sĩ miễn đàm mà nàng đã thích từ lâu. Nàng ta vui như điên, chẳng ngó ngàng tới ai mà kéo hắn hỏi một đống câu hỏi vớ vẩn. Thí dụ như nguồn cảm hứng cho chuyện của ngươi đến từ đâu? Bình thường ngươi thích làm gì khi không viết tiểu thuyết, ti tỉ những ví dụ như vậy? Xong, đây là lần đầu tiên đường hoài miễn biết trên đời này trừ tâm muội muội của hắn ra còn có một độc giả tán thưởng tác phẩm của hắn như thế vì thế đường hoài miễn đắc ý đến nỗi cái đuôi sắp vểnh lên trời hỏi gì đáp nấy muốn có bao nhiêu hòa ái thì có bấy nhiêu hòa ái đường quân giao hoàn toàn bị hai người phớt lờ không còn cách nào khác nàng bèn tìm đại một lý do để ra đây nào ngờ lúc nàng đang định ra cửa thì bắt gặp gã sai vặt của đường hoài châu Biết Đường Hoài Châu và Hạ Thiệu Đình ở chỗ này, nàng vui mừng tới đây. Ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Hạ Thiệu Đình bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi cả người không được tự nhiên, hắn cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh mà tiếp tục rót trà cho mình. Huynh đang xấu hổ sao, Đình ca? Lời nói bất ngờ của tiểu cô nương làm cho Hạ Thiệu Đình xém nữa làm đổ trà ra ngoài chắc là đang xấu hổ đấy nhỉ đây này mặt đỏ hết cả lên rồi nè tiểu cô nương cười tít mắt đưa tay chọc vào mặt hắn hạ thiệu đình đang lơ đãng vừa vặn bị nàng chọc chúng đường hoài châu cảm thấy mình xem thế là quá đủ rồi nhà đầu chết tiệt này đang đổ dỡn nam nhân ở ngay trước mặt ca ca của mình sao hắn không nhìn nhầm chứ hắn có cần tiến lên bày ra oai phong của huynh trưởng mà ngăn cấm chút không Nói nhảm cái gì đấy? Hạ Tiểu Đình nghiêm mặt nạt. Đúng rồi, muội đang nói nhảm, Đình ca còn lâu mới xấu hổ, cũng còn lâu mới đỏ mặt. Đường quân giao thấu cảm tiếp lời. Đường hoài chuẩn ho một cái thật mạnh, chừng mắt cảnh cáo muội muội, ý bảo nàng một vừa hai phải thôi. Nếu là người ta phát cáu, người chịu thiệt chỉ có con nha đầu thối chân tay nhỏ bé là nàng thôi đường quân giao cũng nhìn ra lời cảnh cáo của hắn, ngượng ngừng ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa. Nói đến triệu nguyên đức, từ khi bị phế vị chi thái tử, lại còn bị giam lòng ở ngõ Tây Lục không được ra ngoài, hắn trở nên vô cùng suy sụp. Su. Ấy thế mà, hắn lại nghe được hai cơ thiếp bị giam lòng cùng hắn ở đây đang phàn nàn về cơm nước không ngon bằng ở Đông Cung, triệu nguyên đức lập tức giận dữ, lớn tiếng quát. Cút, hai cơ thiếp sợ tới mức cụi lơ dưới đất, nào dám nói thêm nửa chữ, vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Từ huyền thanh ở ngoài cửa do dự một chút, sau cùng vẫn bước vào. Điện hạ, tương vương điện hạ muốn gặp người. Hắn tới đây làm gì? Muốn cười nhạo ta hả? Bảo hắn cút, ta không muốn gặp lại hắn. Triệu Nguyên Đức giống lên. Từ Uyển thanh mấp máy môi muốn khuyên vài câu, nhưng vừa thấy sắc mặt hắn trầm xuống liền từ bỏ, thầm thở dài một hơi, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Tương Vương vang lên ở phía sau. Trong lòng huynh tức giận thì chút lên người bên cạnh là được, mấy ngày nay Hoàng Tẩu hy sinh vì huynh nhiều như vậy, huynh không nên đối xử với tẩu ấy như vậy. Từ Uyển Thanh cúi đầu, hương về phía hắn hành lễ, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tam Hoàng đệ", sau đó lui ra, nhân tiện đóng cửa lại. Triệu Nguyên Đức chừng mắt giữ tợn với hắn. Ngươi tới đây làm gì? Muốn tới để cười nhạo ta hả? À? Ta nói cho Triệu Nguyên Sương ngươi biết, đừng hòng. Huynh lúc nào cũng như vậy, lần nào cũng nghĩ xấu về đệ. Tường vương bình tĩnh nói, khóe miệng cong lên đầy tự diễu. Nhưng mà đệ không hề như thế, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà hai huynh đệ chúng ta mới càng ngày càng xa cách, cuối cùng đi đến bước đường ngày hôm nay triệu nguyên đức không ngờ rằng hắn ta sẽ nói ra những lời này mày hắn cau lại vẻ cảnh giác trên mặt hề tan biến chút nào lần này đệ tới không phải muốn cười nhạo huynh cũng không muốn cãi nhau với huynh chỉ là đệ có vài câu muốn hỏi huynh nếu đệ không hỏi rõ ràng thì đời này đệ chết cũng không thể nhắm mắt được hắn lại nghe thấy tương vương chậm rãi nói ngươi muốn hỏi cái gì hắn hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh chuyện của đệ với thái bình năm đó rốt cuộc có phải là huynh nói cho phụ hoàng với mẫu hậu không triệu nguyên đức bực bội ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta không hề nói chẳng qua chỉ là một nô tỳ dù cho là người bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu nhưng nếu đệ đã nhìn chúng thì nhìn chúng thôi chuyện này có gì to tát đâu sao ta phải cố ý tìm phụ hoàng với mẫu hậu để nói đến việc này chứ nhưng chỉ có huynh và ta biết chuyện của nàng và ta mà thôi cũng chính từ lúc huynh quay về đông cung phụ hoàng và mẫu hậu đã ra tay với nàng không phải huynh nói thì là ai nói sao ta biết được chứ triệu nguyên đức lớn tiếng gào lên thấy hắn mím chặt cánh môi hiển nhiên là không tin mình triệu nguyên đức cả giận nói thế ta hỏi ngươi rốt cuộc có phải ngươi tính kế sau lưng ta không có phải ngươi đã gán tội tham ô cho bên ta không tương vương cười nhạt chuyện đến nước này rồi mà huynh vẫn cho rằng phụ tử An Khang hầu vôi tội sao? Mấy năm nay không biết bọn chúng đã ở bên ngoài chiếm bao nhiêu lợi ích dưới danh nghĩa của huynh rồi, thứ mà bọn họ hiếu kính với huynh chẳng qua cũng chỉ là ba bốn phần trong số đó mà thôi, tội nghiệp huynh đến nay vẫn chưa hay biết gì, cho rằng bọn họ bị người khác hãm hại, cuối cùng còn bị bọn họ liên luyện nữa chứ. Triệu Nguyên Đức biến sắc, lại nghe hắn nói tiếp. Còn chuyện ở Kim Châu mấy năm trước, từ huynh quen người không rõ lai lịch, Cai quản kẻ dưới không nghiêm, mới dẫn tới tai họa như thế, còn trách được ai? Huynh là trưởng tử dòng chính, lại còn là thái tử danh chính ngôn thuận, những năm qua đã nghe quen những lời nịnh nọt, cho nên tưởng rằng mình anh minh uy phong hơn phụ hoàng sao? Triệu Nguyên Đức như bị sét đánh, siết chặt nắm tay, nghe từng câu từng chuyện hắn, sắc mặt lúc đen lúc trắng. Đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra, bao năm qua bản thân hắn đã tự cao tự đại đến nhường nào từng chuyện ngu xuẩn mà hắn làm đều rơi vào trong mắt của người bên cạnh thảo nào phụ hoàng càng ngày càng thất vọng về hắn cả người hắn vô lực ngã ngồi lên ghế thái sư hồi lâu không nói nên lời tương vương cố gắng kìm nén cơn tức giận lại hỏi ta lại hỏi huynh con ngựa đỏ năm đó rốt cuộc là sao triệu nguyên đức lẩm bẩm ban đầu định đưa nó cho ngươi là chính ngươi nói không thích màu đỏ như đàn bà nên ta mới thưởng nó nó cho người khác. Tìm tương vương siết lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trong lúc cảm xúc của hắn đang mổn ngang, chợt nghe thấy Triệu Nguyên Đức tức giận chất vấn. Thế mấy năm nay ngươi lúc nào cũng làm trái ý ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì gì? Ai bảo huynh lúc nào cũng nói đệ không an phận, không biết tự lượng sức mình, bảo ta muốn cướp vị trí thái tử của huynh. Huynh đã nói thế rồi, nếu ta không làm chút chuyện, chẳng phải huynh sẽ nghĩ rằng ta đang sợ huynh sao? Tương vương giống lại. Ta nói như vậy nên ngươi định làm thật hả? Thế ta bảo ngươi vùi đầu vào bùn đất rồi chết ngạt đi, sao ngươi không làm đi? Tại sao đệ phải đi chứ? Đệ có phải thằng ngu đâu, tại sao đệ phải đi chứ? Cuối cùng tương vương nổi giận đùng đùng rời đi như mọi lần, trên đường về phủ hắn gặp tín vương. Tín vương vừa thấy vẻ mặt hầm hầm của hắn thì biết ngay hắn vừa từ chỗ phê thái tử về, nhỏ giọng khuyên dài. Tam hoàng đệ à, tuy bây giờ huynh ấy không còn là thái tử nữa, nhưng phụ hoàng ngay cả lúc tức giận nhất cũng không hề bạc đại huynh ấy, đủ để thấy huynh ấy rất được ân sung. Đệ vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn. Dù sao cũng nhịn bao nhiêu năm rồi, tội gì phải kiếm chuyện trong giờ then chốt này. Huống chi? đệ cũng không phải không biết tính tình của huynh ấy bây giờ mà chọc vào huynh ấy hiện nay huynh ấy không có gì cả lại còn có mối hận thấu xương với đệ nói không chừng sẽ chuyện gì đó thì sao tương vương ngẩn ra giờ The phút then chốt gì cơ đương nhiên là vị trí kia rồi tín vương bĩu môi nhìn về phía đông cung nói đầy hàm ý tương vương không nói gì mà chỉ nhìn hắm chằm chằm một hồi lâu Tựa như đây là lần đầu tiên hắn quen biết nhị hoàng huynh xưa nay ôn hòa thân thiện này. Cách mấy ngày sau, ở trên chiều, tương vương bỗng nhiên xin chỉ rời kinh thành đến đất phong, chúng quần thần đều cảm thấy rất bất ngờ, ngay cả thiên hy đế cũng thấy ngoại ý muốn. Đợi khi hai phụ tử đến ngự thư phòng nói chuyện thì việc tương vương rời kinh đã được quyết định. Trước ngày đi, tương vương lại đến chỗ của phế thái tử một chuyến nữa, hai người đã nói gì chẳng ai hay biết. Chúng công nhân chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của hai huynh đệ từ trong phòng truyền ra. Nhưng lần này khi tương vương rời đi, vẻ mặt hắn nhìn trông khá bình tĩnh, chứ không phải vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ trước đây. Trong cung phượng tảo thiên hy đế nhẹ nhàng vỗ lưng hoàng hậu, than thờ. Bất luận ra sao, hai huynh đệ chúng nố cuối cùng cũng thông suốt rồi, đây cũng là một chuyện tốt khuôn mặt tái nhợt của hoàng hậu dựa sát vào lồng ngực của hắn, hai mắt dưng dưng gật đầu, lát sau, khuôn mặt lại nở ra nụ cười thoải mái như chốt được gánh nặng. Thiên hy đế không muốn nàng nghĩ nhiều, ông vén những sợi tóc mai của nàng lên, dịu dàng nói. Truyền chính phi của nguyên hữu, nàng đã chọn được người chưa? Hoàng hậu lau nước mắt, nói. Thần thiếp đang muốn nói với bệ hạ chuyện này. Thằng bé nguyên hữu, nhìn chúng đường đường, muốn lấy con bé làm chính phi. Thiên hy đế ngẩn ra. Nữ nhi của đường Tùng Niên. Đúng vậy. Hoàng hậu gật đầu, môi bất giác cong lên. Hai đứa nó đã biết nhau từ khi còn nhỏ, thần thiếp cũng coi như nhìn đường đường lớn lên. Ra thế, phẩm hạnh đều rất tốt, lại còn là tỉ muội tốt của tĩnh an, nguyên hữu nhìn chúng con bé, vốn cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Thiên hy đế nghĩ một chút, cũng cảm thấy người được chọn này khá tốt nếu đã như thế vậy thì không được không được tiểu đường đường không thể gả cho ngũ hoàng huynh hắn còn chưa nói hết câu đã bị ngũ công chúa vội vàng xông tới cắt ngang tại sao không được đế hậu đều cảm thấy khó hiểu đồng thanh lên tiếng hỏi ngũ công chúa không tiện nói cho bọn họ rằng tiểu đường đường đa nhìn chúng tiểu hạ tướng quân từ lâu chỉ đành vụng về nói dù sao nhất định không được phụ hoàng với mẫu hầu không được ghép uyên ương lung tung đâu đấy, như thế sẽ làm lộn xộn hết cả lên. Thiên hy đế giờ khóc giờ cười, tức giận quở. Cái gì mà ghép loạn uyên ương, còn nói chuyện ngày càng không biết lớn nhỏ. Nói đến cái này, chấm nhớ rằng lần trước con nói nhị công tủ của phủ khác tịnh bá không tồi, sao về sao lại thay đổi chủ ý thế? Lần này ngũ công chúa hùng hồn nói. Một là hắn không đủ đẹp, hai là tài hoa có hạn nhi thần còn lâu mới gả cho hắn. Hoàng hậu lắc đầu đầy bất lực, hôn sự của mấy nhi tử gộp lại cũng không khiến nàng đau đầu bằng của đứa con gái trước mắt này. Ngũ công chúa chớp mắt, lắc tay bà làm nũng. Mẫu hậu yên tâm đi, con sớm đã chọn được người rồi, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải lúc thôi. Đợi khi thời cơ chín muồi con sẽ nói với hai người. Thế nào mới được tính là thời cơ chín muồi? Thiên hy đế khó hiểu hỏi. Dù sao, dù sao đến lúc đó con sẽ tự nói. Ngũ công chúa lần tránh vấn đề. Thiên hy đế bị ngũ công chúa ngắt lời nên cũng không nhắc đến chuyện lấy đường quân giao làm chính phi cho dự vương nữa. Còn hoàng hậu thì khác, sau khi thiên hy đế rời đi bà bèn kéo ngũ công chúa, dịu dàng hỏi. Tại sao đường đường không thể gả cho ngũ hoàng huynh của con? Ngũ công chúa rốt cuộc cũng không giấu bà, khẽ nói. Trong lòng Đường Đường đã có người rồi, hơn nữa. Nàng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dở chút mánh khóe. Hơn nữa phu thê Đường đại nhân và Đường công tử đã ngầm đồng ý rồi, chỉ đợi năm sau tiểu Đường Đường làm lễ cấp kê xong sẽ định hôn. Ngũ hoàng huynh có tốt thế nào, cũng không thể đoạt đi thứ yêu thích của người khác được. Hoàng hậu bừng tỉnh, cười than một tiếng. Là mẫu hầu hồ đồ. Hôn sự chú trọng người tình ta nguyện cũng không thể miễn cưỡng làm khó người khác, nếu không sẽ không tốt cho đôi bên. Cũng may ngày đó nàng quan sát vẻ mặt của Hoàng Nhi, thấy thằng bé cũng không tính là quá nặng tình với cô nương nhà họ Đường này, chỉ đơn giản là có thiện cảm mà thôi. Đại khái là suy nghĩ, nếu đã phải cưới phi, chi bằng lấy một người quen biết. Nghĩ thông suốt điều này, Hoàng hậu lại hỏi: "Thế con thì sao? Mấy ngày nay cứ chạy ra ngoài cung, con tính làm gì vậy?" Ngũ công chúa trột giả, hơi ngượng nhịu nói. Con đi thăm đại hoàng huynh ạ. À? Hoàng hậu cười khẽ mà không nói gì thêm, bà càng nhìn càng khiến nàng ta trột giả. Cuối cùng ngũ công chúa ôm lấy cánh tay bà lắc lắc làm nũng. Nói chung mẫu hậu không cần lo lắng cho con, con cũng không phải trẻ con nữa, con biết mình phải làm gì. Hoàng hậu gõ đầu nàng, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười vừa bất lực vừa ấm áp ngũ công chúa thay thế âm thầm thở phào song nàng lại nhớ đến cư sĩ miễn đàm rõ ràng hắn khá là thông minh nhưng trước sau chỉ đối xử với nàng như một độc giả bình thường mà không nhìn ra được tâm ý của nàng điều này khiến nàng vô cùng bực bội nàng không phục mà nghĩ tiểu đường đường sắp hạ được tiểu hạ tướng quân rồi nàng cũng phải cố gắng hơn mới được dù thế nào cũng phải khiến cho người kia chính miệng nói cho nàng thân phận thật sự của hắn từ sau lần gặp lại Đồ Lừa Đảo, Hạ Thiệu Đình biết bánh đường của mình đã bị bỏ mó, e rằng Đồ Lừa Đảo kia hoàn toàn không nhớ đến chuyện này, nên cũng không sai người đưa bánh đường tới đây, điều này khiến lòng hắn khá khó chịu. Nhưng khi hắn nhớ đến những lời đường mật mập mờ của Đồ Lừa Đảo ngày hôm đó, dẫu rằng hắn biết những lời nàng chưa hẳn quá mức thân mật, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút vui sướng. Lúc này, hắn mới từ ngự thư phòng ra, đang chuẩn bị quay về phủ thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn dạo gần đây hạ thiệu đình bất giác nở nụ cười khi hắn đang muốn tiến tới gọi nàng thì nhìn thấy dự vương đang đứng cách nàng không xa nụ cười của hắn chợt tắt ngóm vốn muốn rời đi nhưng đôi chân dường như có ý thức tự đi thẳng đến phía trước đi tới gần hắn nghe thấy dự vương đang ngập ngừng hỏi quân giao muội muội có phải muội ghét bản vương không sao điền hà lại có suy nghĩ như vậy chứ đường quân giao sửng sốt mặc dù đời này nàng đã không còn ý định ở bên cạnh hắn nhưng trong lòng nàng vẫn luôn biết ơn người này dù sao thì đời trước hắn cũng là một trong số ít những người thực sự đối xử tốt với nàng dù rằng những điều tốt đẹp kia có thể chỉ là sự bố thí nho nhỏ mà hắn dành cho cơ thiếp nhưng suy cho cùng nó cũng thật sự chứa đựng sự chân thành dự vương mím môi nhìn gương mặt diễm lệ động lòng người trước mắt cảm giác muốn thân mật với nàng vẫn còn tồn tại thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây nhưng cũng thêm một chút u sầu và tiếc nuối không thể giải thích được thế thì tại sao muội không bằng lòng làm vương phi của bản vương hắn do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi đường đại nhân và đường phu nhân yêu thương nữ nhi như vậy nếu không phải nữ nhi không đồng ý Hắn quả thực nghĩ không ra lý do khiến bọn họ từ chối mối hôn sự này. Đường quân giao ngây ngần cả người. Vương Phi, làm Vương Phi của hắn. Thế chẳng phải là Hoàng hậu tương lai sao? Nàng ngổn ngang trăm mối. Đời này nàng chưa từng nghĩ tới. Khi nàng đã quyết định buông bỏ môi vị Hoàng hậu, thì vị trí này lại được người ta chủ động dâng đến tận cửa và trở thành thứ mà nàng dễ dàng có được. Điều này là sao? chính là kiểu có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu xanh tươi sao. Ở chỗ nấp, trái tim Hạ Thiệu Đình thắt lại, vô thức nắm chặt hai tay, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt yêu kiểu kia. Thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng hắn liền biết nàng không hề hay biết chuyện này, hạ thiệu đình đột nhiên trở nên căng thẳng, trái tim treo lơ lửng. Dự vương lại hỏi. muội không bằng lòng, có phải là đã có người trong lòng rồi không? Đỉnh ca nín thở, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt nàng. Một lát sau, hắn trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng đã dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nói ra một câu. Đúng thế, muội có người trong lòng rồi. Mặt hắn tái mét, khuôn mặt anh Tuấn Lập tức hóa đá, hai tay càng nắm chặt hơn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng duy chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên không ngừng đồ lừa đảo có người trong lòng rồi đồ lừa đảo có người trong lòng rồi sao lại thế được làm sao có thể mặc dù dự vương đã đoán được đáp án của nàng từ lâu nhưng khi chính miệng nàng nói ra vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu hắn luôn cho rằng cô nương này nên là của hắn mới đúng nếu không từ bé hắn đã không nảy sinh loại cảm giác muốn thân mật với nàng một cách khó hiểu như thế điều này không phải đại biểu rằng bọn họ có duyên với nhau sao nhưng tiểu cô nương lại nói nàng đã có người trong lòng hắn thấp giọng hỏi là hạ tướng quân sao có một lần ta trông thấy muội cùng hắn bên nhau đường quân giao thản nhiên trả lời đúng vậy chính là huynh ấy dừng một chút nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn Điền Hạ đừng nói với người khác nha, cũng đừng nói với huynh ấy. Khi Hạ Thiệu Đình nghe thấy ba chữ, chính là huynh ấy, thì khuôn mặt anh Tuấn bỗng chốc, bùm, một cái đỏ bừng lên, ngay lập tức, một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong trái tim hắn, ngọt đến độ cả người hắn trở nên tê dại. Hạ Thiệu Đình cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, nhưng không sao kiềm chế nổi nên đành phải từ bỏ hắn khắc sâu tiểu cô nương đang cười đắc ý như một con mèo tinh danh vào trong mắt rồi lặng lẽ rời đi đúng là đồ lừa đảo không có ra mặt sao có thể vô tư nói cho người khác biệt tâm tư của cô nương chưa xuất giá chứ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn